Hello anh em nha, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhé. Mình là Trung đây anh em. Đấy. Lâu lâu rồi không làm nhiều clip về bên đời, anh em giờ này cũng chán rồi, chắc là chuẩn bị thì thời gian tới thì mình sẽ chuyển sang làm một game khác. Đấy, thì hôm nay làm quả video bên đời anh em nhé. Mình đi 1v4 này học làm người giàu anh em. Mang quả giáp 5 tô sổ này, mua 4 mao hơ mét và đi phiên linh này. Balo 3 auto shooting mà 4 hôm nay cải tiến thì bắn đạn tím anh em ạ, mà táp mình bắn đạn vàng. Đấy, nói chung là trong cái combo của mình thì quý giá nhất là cái táp này thôi, giá trị đấy. Này học học làm người giàu đi 1v4 ngay thử xem như thế nào, mong là gặp mấy anh em gọi là mềm mềm, mấy đối gọi là đối dân văn phòng, mấy anh em dân văn phòng đá kiểu đi đá bóng, anh em gặp dân văn phòng đá đến mồ hôi rồi. Chắc là từ nay mình sẽ cố gắng làm thêm một vài video nữa về Bestlander anh em, làm những video thì tìm 4 và sẽ mang những cái đồ nó ngon ngon một chút, nó cải tiến hơn ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa mang giáp 5 thường, bắn đạn 3, tháp đạn tím, thì dạo này sẽ mang giáp 5 vàng, có khi là mũ vàng, và có những trận này mình sẽ làm cả giày vàng và ba lô vàng em nhé. Tháp thì auto đạn vàng, súng bắn chính là auto đạn tím đấy. Coi như nó cũng là những cái video cuối cùng mình làm về bên đời anh em ạ. Dù là cũng hơi buồn đấy, mình biết là kênh của mình làm về Bestlander thì anh em ủng hộ là từ Bestlander, thế nhưng mà con game này nó đang đi xuống quá mức rồi, mình cũng phải tìm ra một con game mới anh em để chơi và làm video. À, đổi từ thần thấy kìa, thì mình đang tính là sẽ chuyển về PUBG Mobile anh em nhé, mong là anh em vẫn sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới anh em nhé. Ủa, đông vậy ta? Trông kiểu mẹ ba bốn thằng nó đứng co cụ một chỗ như kia là mình thấy nó không ổn lắm anh em, tại vì bây giờ mình mà táp lốc ấy thì mình lộ vị trí mà mình cũng không gạt được, mình phải tìm cái chỗ nào mà mình táp không mình gạt được cơ, ít nhất là mình phải gạt được một hoặc hai một thằng trước thì nó nhìn thấy mình chạy qua đường rồi, nhìn mình lúc mình chạy qua đường rồi. Rồi táp lốc xong rồi gạt được một thằng được em ạ, chấp nhận bị xoay thôi nhưng mà nó giảm bớt cái số lượng người đi, chứ không bây giờ cứ táp lốc không á, nó cứu xong nó dồn nó bắn nó là cũng mệt đấy. Lối bắn của mình thì anh em biết đấy, đi bắn team thì mình còn có một chút nó tự tin và khổ báo, còn đi một mình thì ưu tiên đánh du kích anh em ạ, chậm mà chắc thôi. À đây đây. Ui thế mà không lốc kìa. Xong rồi, bốn thằng luôn anh em nha. Một thằng xe này, một thằng tảng đá này, một thằng tảng đá gần này. Hai tảng đá gần. Căng thế nhở. Để nó áp sát như này là tỷ lệ thua của mình cao lắm anh em ạ. Kiểu nó công cho kiểu nó dồn đi. Ui, xin lỗi thế. Hai tên mình xin lỗi đấy anh em. Hai thằng ở xa, hai thằng gần. Hai thằng ở xa bắn cover. Rồi không sao không sao, bình tĩnh bình tĩnh.
Rồi, còn một thôi. Một thằng ở đây này. À, thằng kia giáp hồi sinh anh em ạ. Sau này vẫn còn giáp hồi sinh à? Đó. À, lắp giáp hồi sinh vậy. À, đi đi. Sợ thật đấy. Mấy thằng này là phải bú hết đồ anh em. Sợ thật. Cái tên đầu mình bắn nỗi quá. Mấy tên đầu mình bắn nỗi quá. Thụt này. Cái tên đầu mình sấy nỗi quá trời luôn ấy. Đây cũng giáp hồi sinh level 1. Gì đấy? Bot hai người đây. Giống người ấy nhỉ? Tay không đi một mình. Chết để xoay à? Mình tới là mình tập trung vào bắn nhau bọn này quá thì mình không để ý là bệnh viện nó có mở cửa hay chưa ấy. Bệnh viện có ai mở hay không anh ạ? À, bọn này thế là bọn này ba thằng mang giáp hồi sinh khiếp thật. Mấy cái thằng đầu mình nốc thì mình gạt luôn đấy, hai thằng kia nó đều hồi sinh lên được. Đi đi. Check check qua bệnh viện tí xem tình hình nào, không có gì thì mình về luôn anh em nhé. Hai team rồi. Một thằng đi nẻ một mình. Tên đầu kiểu biết team nó bốn trong mình một mình ở cái đồi đấy bị quay Cameroon đấy. Mình sấy mấy tên đầu lỗi quá. Xin đáng nhẽ là những cái tên đầu tiên mình sấy là mình phải lốc được một hoặc hai thằng ngay từ những tên đầu rồi thì mình dễ bắn hơn. Mình nhớ không nhầm như là bệnh viện chưa thấy có mở cửa anh em ạ. Rồi, khả năng cao chắc là mình sẽ té luôn anh em nhé. Bây giờ vào giết thì cũng vứt đồ này đi, nút đồ chúng nó, nếu mà chúng nó đồ ngon à, mình thịt cái team này, mình nút đồ này mình mang về luôn, không nói nhiều. Cậu giáp hồi sinh anh em ạ, nút mang sạch. Bệnh viện có thì kệ đi. Giờ mà kiểu đang chạy nó khéo khéo ấy thì quay lại bắn được không thôi anh em nhé. Mình cũng nghĩ là phát vừa ấy, nó phát vừa là may mình bắn đạn tím ấy ạ, phát vừa mình bắn đạn thêm ba thì có khi là mình nghĩ là mình hẹo đấy. Không phải giáp, nhưng mà giáp 5 thường hoặc là giáp 4 vào đấy là mình đi ấy. May có cái giáp 5 tô sổ, độ chống chịu nó cũng ok hơn tí anh ạ.
đến điểm về đấy anh em. Thôi chắc là mình dừng cái video này đây anh em nhé. Anh em mà thấy hay nhớ để lại cho mình một like, như một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và chờ đợi mình ở những con game sau. Chắc là mình sẽ làm về PUBG Mobile. Mong là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình trên cái con đường làm video game này anh em nhé. Bye bye anh em nha. Và hẹn gặp anh em ở những cái video khác và những cái content khác nó hấp dẫn nha anh em nha. Bye bye anh em.